Với trận đấu đầu tiên trong siêu đấu thứ hai. Đây là Yamato của Chip Boy. Màn hình máy của lớp 1 là người cầm AC. Chim sẻ cầm Zoman. Và cuối cùng là game thủ truy mệnh được cầm phòng bên mình có 2 AC. Mỗi Yao và Zoman. Quân là mắc binh rồi đấy. Bên phía đoạn tôi thấy có Baby, AC, Egypt cho Son. Cũng vậy thôi, nhưng bên mình là chém tuyển. Sau 2 AC có map không, có góc không đều không sợ. Vâng, hai cung ngoài cái nhưng đều là những bài cung dựa tường nên là vẫn tươi. Bài của Chuyên Mệnh hướng 12 giờ là một hướng mà rất nhiều những cánh rừng đẹp. Màn hình máy của game thủ lớp 1, bài AC ở vâng khu vực này như nào đây? Đôi voi về nhà, cánh rừng trước mặt. Vâng, bầy hiêu cũng có luôn rồi. Dường như lớp 1 cũng thấy luôn cả quả phụ. Phía xa xa bên ngoài là có cả, còn chưa có quả phụ. Không, hai bầy hiêu. Xét về đồ ăn để ép đời thì đã đủ. Hiêu to, hiêu rất to. Vâng, hiêu đầu của lớp 1 là hiêu 7. Bảy hiêu phụ nhìn thì thoáng thoáng thì 5-6 con rồi. Kích đời 7 phút 46 với 26 dần. Vâng, chỉ là hiêu 6. Đến với hai nhà chém, chia sẻ người cầm Zoman trong trận này. Đã đi dần rồi, rất sớm. Vâng, 9 phút tròn có 600 thực. Có vẻ như sẽ là một bài FD rất đột biến đến từ chia sẻ. BB đang được cơ cấu rồi. Một chiếc BB chủ động đóng để có thể bò được cả bãi vàng. Dâng L 10 sớm, thậm chí là cuối 9. Không, sẽ sang 10 không x. Sang 10 không x. Như nhau thôi. Vâng, trong khi đó thì Chip Boy lại đang ăn tranh với màu 6 kẹp xăm. Game thủ Hùng Đô La tức BB. Hãy
Và một bài lên không sớm đến từ Chip Boy. Nhưng đây là Yamato, một loại quân rất dễ để sóc chém. Mặc dù lực yếu nhưng vẫn có thể ra được số lượng chém rất lớn. Ở bãi quả, ở tươi, bãi quả phía dưới đây em. Màu 5 dâng L. Màu 5 là Hoàng Mai Nhi người dâng L. Babylon. Màn hình máy của chim sẻ rồi, chúng ta xem bằng cái nhà dâng lời dâng lời ép sớm này. Gặp nhà mùa 7, game thủ Van Lớp cũng đã nhảy đời 3, Egypt đánh chém. Egypt đánh chém. Ờ, thế này, vâng, thông tin báo về là màu 8 của TO dâng L, thế thì có một đấy một mình BB đánh cung chủ lực kẹp xăm sao, hay là không biết kẹp xăm, chắc là không biết kẹp xăm rồi. Văn Lớp chưa bánh xe, có lâu mới bánh xe, có lẽ là vâng sớm nhất thì cũng phải chết toàn bộ bãi gỗ này thì mới có bánh xe được. Cái ruộng chưa bò kìa, không đã bò kịp. Vâng, bây giờ cả dân ruộng, vâng đã bắt đầu có bánh xe đến từ cái thủ Văn Lớp. Vâng, 2 giò. Van Lớp đang chém thủ. Chém thủ như này chúng mình chỉ cần đẩy được cung ra thôi là tươi. Cánh bên của chim sẻ và chim mệnh là đánh luôn màu 6 được. Đánh 6 chất luôn đấy, 6 kẹp xăm luôn một đây. Đấy, gần lắm luôn, cực gần luôn. Đánh chết chủ lực ấy thì thắng, năm cho thằng dâng lời thôi. Đánh chết chủ lực ấy thì thắng. Hai cung mình còn là được rồi. Chí mệnh tham 40 cơ mà. Chí mệnh lên giáp. Đánh chết được màu 6 là thắng chặt luôn. Kìa, chú ý đi chém cùng cho một kìa Chip Boy. Màu 6 nó không có nhiều lực đâu. Không có cái ruộng nào. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn tên này đảo đấy. Vâng, màu 5 đang mang cực kỳ nhiều lực đảo về đó. Én đã. Lên giáp. Lùi một tên. Màu 6 yếu lắm, không có cửa với lớp 1. Chuy mệnh tích quân lên giáp. Và từ từ và thở lui cánh này rồi. Cánh này là thắng rồi. Đội bạn không còn chủ lực nào khỏe nhà cả. Màu 7 đã bị bắt sạch là cả. Rồi, tỷ số là 1-0 trong CI. Đó là thằng dâng L, kệ nó. Đánh chết chủ lực là thắng rồi. Đánh chết chủ lực ở bên kia, icon được mệnh cánh bên này.